Shop Hoa Giấy xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay shop sẽ lên một số sản phẩm phục vụ cho mục đích sưu tập và gia dụng. Quý khách mua hàng xin vui lòng chọn mã sản phẩm là chữ H có số đứng liền kề. Số phía sau là giá của sản phẩm. Quý khách liên hệ với shop qua số điện thoại 0979 637 554, có thể gọi hoặc nhắn tin bằng số Zalo hay số di động để thuận tiện cho việc trao đổi thông tin hình ảnh của sản phẩm khi gửi hàng. Shop sẽ up video vào khoảng 11 giờ mỗi ngày thứ bảy chủ nhật nghỉ. Quý khách vào xem video xin vui lòng nhấn like, đăng ký và chia sẻ để nhận được những thông báo mới nhất về những video mới. Xin trân trọng cảm ơn. Sản phẩm đầu tiên đó là một cái bộ muỗng hạt dưa rất là đẹp. Bộ muỗng này nó đến từ cái dòng sản phẩm rất là nổi tiếng của Trung Quốc, đó là Cảnh Đức Trắng. Đây là một cái địa phương có lịch sử lâu đời về chế tác gốm sứ rất là nổi tiếng. Cái dòng này nó có những cái điểm thấu quang ở trên thân á, cho nên chúng ta hay gọi là cái dòng hạt dưa là do cái điểm thấu quang tạo hình giống như hạt dưa. Cái dòng này dòng dòng xưa nha các anh chị. Đây là những cái điểm đây nè, là cái chỗ kê cái muỗng mà khi phủ men á. Thường cái dòng sản phẩm này chúng ta rất là hiếm được gặp muỗng nha. Ở miền Bắc gọi là cái thìa, ở miền Nam gọi là cái muỗng. Cái này nó được vẽ tay nha các anh chị. Dài là 14, rộng 5, mã sản phẩm H1, giá 335k một cái. Shop có 8 cái. Sản phẩm tiếp theo đó là hai cái cốc hạt dưa. Cái này dòng này là dòng xưa nè. Dòng này sâu tuổi nè, rất là hiếm gặp cái dòng này. Cái dòng này cái triện nó là giống như cái triện, cái chữ nó giống như ngoạn ngọc các anh chị. Đây. Cái dòng hạt dưa mà hai cái chữ này là rất là hiếm gặp nha. Dòng này sâu tuổi, đặc biệt chúng ta thấy là cái vết thấu quang nè, cái vết hạt dưa đó là nó nhỏ nha. Nó nhỏ như hạt gạo vậy đó các anh chị. Nó nhỏ hơn những cái dòng hạt dưa thông thường các chúng ta thấy đó. Đây. Cái điểm thấu quang này nè. Trong lòng nó vẽ hoa cúc. Trên vành nó vẽ hình con dơi treo ngược, có nghĩa là phúc đáo. Cái chuyện này cái chữ nó giống như ngoạn ngọc ấy. Ở đây thì một cái ly lành, một cái cốc lành, một cái cốc thì nó có vết tóc, hai vết tóc. Một cái vết tóc cũ này và một cái vết tóc mới đây. Còn cái còn lại thì nó lành. Rất là hiếm gặp cái dòng mà hai cái chuyện hai chữ này. Cao là 5.5, đường kính là 9.5, mã sản phẩm H2 giá 250k trên cặp. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bộ ly, một ly sứ chân cao, bộ ly sứ chân cao rất là đẹp. Ly này nó mang cái phong cách của châu Âu. Dưới trên cái thân nó đó có hình là hai con sư tử đó, biểu tượng của cái hoàng gia Anh, cái vương sư tử và vương miện. Đây, cái vành trên này nè nó được mạ vàng, cái vòng cái, nó tạo hình cái vòng ô liu được mạ vàng, vàng thật đó các chị. Cốt sứ rất là đẹp. Cái dòng này bên ngoài cái cốt sứ rất là đẹp các anh chị, cái màu xanh ngọc lục bảo. Cao là 9, đường kính là 6, mã sản phẩm H3 giá 520k trên bộ. Sản phẩm tiếp theo đó là hai cái ly Arita, hay cái cốc Arita rất là đẹp. Trên thân nó vẽ hoa đào, họa tiết này nó được vẽ bằng men nổi. Cái dáng rất là hay, chúng ta thấy cái quai nó được làm rất là tinh xảo, rất là đẹp. Đấy, nó có triện ký nè, cái dòng này cốt sứ rất là tốt anh chị. Cao là 7.5, đường kính 8, mã sản phẩm H4 giá 90k trên cặp này. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái cặp cốc Narumi. Narumi là một cái dòng thương hiệu cao cấp của Nhật. Đây là cái dòng sứ xương. Cái cốc này chúng ta thấy ở trên thân đó, nó được chạm cái hoa, chạm nổi cái hoa văn. Và ở bên trên nó vẽ hoa hồng, họa tiết này nó được vẽ bằng vàng 22k. Nó mang cái phong cách cổ điển của châu Âu.
Đây, Naomi Bongina có nghĩa là xứ sương. Made in Japan đó. Ta hay gọi hay đọc là da băng đó. Cao 7, đường kính 8, mà sản phẩm là H5, giá 100k trên cặp. Sản phẩm tiếp theo đó là hai cái thố sứ. Cái dòng này là cái dòng sản phẩm của anh, nó vẽ những cái loại hoa hoa quả. Cái này thì nó dùng để đựng trà, đựng đường, hay là các anh chị dùng đựng những cái loại hạt, bánh mứt, gia vị để trên cái bàn ăn hay là phòng khách, nó rất là sang các anh chị. Các anh chị có thể để gì, hoặc là các anh chị có thể là chúng ta trồng lại như thế này nè, rất là gọn gàng và rất là đẹp. Do ở trên này chúng ta thấy dưới này nó có cái ngắn này, trên này nó có cái vết lõm xuống. Dòng này cốt rất là tốt. Đây là dòng sản phẩm của anh, cao 6.5, dài 12 năm, rộng 10, mã sản phẩm H6, giá 150k trên cặp này. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái thú gốm mộc rất là đẹp, nó tạo hình quả hồng cách điệu. Đây, trên thân này nó vẽ cái hoa đào, chế tác hoàn toàn thủ công, rất là tinh xảo. Trên nắp nó có vết nhăm men tí à, không ảnh hưởng đến thẩm mỹ hay là chức năng. Cốt dày rất là nặng. Đây chúng ta thấy cái họa tiết nó được vẽ là từ trên thân lên trên nắp, dưới thân lên trên nắp. Cao là 7.5, đường kính thân là 7.5, đường kính miệng là 6.8, mã sản phẩm H7, giá 60k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái chậu cắm hoa Ikebana của Nhật, rất là đẹp, dáng rất là độc đáo. Bên ngoài nó tạo hình xù xì, nhìn nó giống như cái vách núi vậy các chị. Bên trong nó phủ men nhìn rất là hay. Bên trong lòng là cái men rạng kiểu thủy tinh đó. Đây nó có vết nhăm men tí thôi, không ảnh hưởng đến thẩm mỹ hay là chức năng. Những cái sản phẩm này nó được chế tác thủ công, cốt dày rất là nặng, cực kỳ vững. Cao là 13 năm, dài là 17, rộng 11, mã sản phẩm H8, giá 120k. Sản phẩm tiếp theo đó là hai cái dĩa gốm rất là đẹp, hai cái dĩa gốm mộc tạo hình xù xì, nhìn rất là độc đáo. Trong lòng chúng ta thấy nó phủ men giống hình ảnh của cái ngọn núi Phú Sĩ, kiểu men nhìn rất là ấn tượng. Và chúng ta thấy bên ngoài nè, nghệ nhân họ tốt cố tình họ tạo cái sự giãn nở của men của gỗ gốm á, tạo nên cái vành nhìn rất là hay. Đáy nó có truyện ký tay của nghệ nhân. Đây, giống như cái thư pháp anh chị, rất là độc đáo. Những sản phẩm này gọi là gốm vuốt tay á, đường kính của nó là 16, cao là 3.5, mà sản phẩm chính giá 80k trên cặp. Sản phẩm tiếp theo đó là hai cái ly trà gốm mộc rất là đẹp. Trên thân nó vẽ cỏ lau, họa tiết này nó được vẽ thủ công. Ly này nó cũng được chế tác hoàn toàn thủ công, phủ men rất là tinh tế, cốt dày nặng, đáy nó có cái truyện ký hình tròn đó các anh chị, giống như cái chữ vô cực. Họa tiết này được vẽ rất là tinh tế. Cái ly này bên ngoài nó đẹp hơn trong video, do cái màu sắc của nó trên video nhìn nó hơi nhạt. Ly này cao 4, đường kính 7.5, mà sản phẩm H10, giá 80k trên cặp. Tiếp theo là một sản phẩm rất là dễ thương. Một cái búp bê bằng gốm mộc, nó tạo hình giống như một cái búp bê Kokeshi, nhưng mà nó được chế tác bằng gốm. Thường búp bê Kokeshi thì nó bằng gỗ, rất là hiếm gặp bằng gốm như dạng này. Nó tạo hình một cái bé gái với cái phong cách nó phóng khoáng, ấn tượng, chế tác hoàn toàn thủ công nha các chị, nhìn rất là hay. Cốt dày rất là nặng, họa tiết này nó được vẽ tay nè.
Cái này các anh chị trưng bày decor rất là đẹp, nó mang cái nét đặc trưng của Nhật. Cao là 14, dài là 7, rộng 7, mã sản phẩm là H11, giá 150k. Sản phẩm tiếp theo là một cái sản phẩm rất là đặc biệt, một cái bàn trong dùng để cắm hoa Ikebana. Cái bàn này, bàn trong này rất là đặc biệt các anh chị. Ở dưới phần này nè, là nó là một cái hộp kim, không có rỉ. Tại vì cái này nó hoàn toàn nó để khi mà cắm hoa đó là nó nằm hoàn toàn dưới nước. Cho nên ở đây nè, nó là một cái hộp kim, không có rỉ. Cái đinh này nè, là nó bằng đồng, đồng thau á. Cái này là nó còn mới nguyên hộp nha các anh chị. Cái đầu đinh này nè, do nó xốp để cái nơi nó hơi ẩm cho nên nó có cái ten đồng á. Cái này thì khi các anh chị cắm hoa thì nó trở lại bình thường. Nhưng mà các anh chị cắm hoa nó trở lại bình thường à. Tại khi mà chúng ta ghim hoa vào đó thì mấy cái ten đồng này nó sẽ tróc ra thôi. Cái này nó còn mới nguyên hộp á, chưa sử dụng. Chúng ta thấy cái đinh nè, còn vàng như thế này nè. Nó đòi hỏi là rất là công phu nha. Chế tác cái này nó là cả một cái kỳ công đó. Cái này là nó bằng hợp kim, không bao giờ rỉ, cực kỳ nặng các anh chị. Cái dòng bàn trong của Nhật này vô cùng nặng, nó dài là 13-14, cao là 2.5. những cái bàn trong này trước đây những cái hàng nhập khẩu đó nó vô cùng đắt đỏ. Mã sản phẩm là H12, giá 250k. Cái bàn này, bàn trong này là cái giỏ loại lớn nhất đó các anh chị, size cỡ đại đó, rất là hiếm gặp size cỡ đại. Những cái size thông thường là nó khoảng từ 1/2 tới 1/3, cái này nhỏ vậy đó, rất là hiếm gặp size đại. Sản phẩm tiếp theo là một cái sản phẩm cũng là sản phẩm thủ công của Nhật nè. Này nó còn cái hộp này nó cũ kỹ lắm nha, nhưng mà cái hộp bên trong này nè là cái hộp sơn mài, nên nó còn mới nguyên, chưa sử dụng á. Hộp này là hộp gỗ nha các anh chị, hộp sơn mài bằng gỗ, cốt nó là cốt gỗ, nó được phủ sơn mài, họa tiết nó được vẽ hoa lan, và ở đây nó có cẩn ốc xà cừ đây nè. Hoa lan này nó được vẽ vẽ bằng vàng thật đó các anh chị. Cái lá hoa lan á, những cái cánh hoa lan nó được vẽ nổi rất là công phu. Đây nó có ấn truyện của nghệ nhân. Thì chúng ta thấy là nó có cái gờ âm dương ở đây nè, để khi đậy nó không có trượt ra. Nó đòi hỏi rất là công phu. Nhưng mà cái này nè, cái chỗ này nó phần này nè, nó bị rạn, nó bị tóc. Nhưng mà nó không ảnh hưởng gì đến thẩm mỹ hay là chức năng các anh chị. Thì thường cái này các anh chị chỉ đựng những cái dụng cụ nhẹ khô. Này rất là đẹp, chị đừng nữ trang được đó, rất là đẹp. Cao là 4.5, dài là 21 năm, rộng là 15 năm. Mã sản phẩm H13, giá 90k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái tô, cái tô gốm Sino hỏa biến rất là đẹp, Sino xanh hỏa biến. Trên thân nó vẽ cỏ lau, họa tiết nó được vẽ rất là độc đáo, nó vẽ từ ở ngoài phủ và dài ở trong lòng luôn nè các anh chị. Đây là cái màu Sino xanh, còn đây chúng ta thấy những cái vết cháy xém hỏa biến, tức là biến đổi do tác động của lửa đó. Là chúng ta thấy cái vết cháy xém gọi là hỏa biến. Cái này nó được chế tác hoàn toàn thủ công, cốt dày rất là nặng. Cái tô này thì ở trên vành nó có những cái lỗ. Những cái tô này ở Nhật á, cái chức năng của nó đó là nó dùng để đựng kẹo trong những cái buổi trà đạo, ở trong những cái trà thất. Đây chúng ta thấy những cái vết cháy xém nhìn rất là hay, cực kỳ ngẫu hứng. Đây nó có truyện ký của nghệ nhân nha các anh chị. Cốt dày rất là nặng, tô này rất là to. Cao 11, đường kính là 20, mã sản phẩm H14, giá 150k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bộ đế.
một bộ đế có chân, nó bằng nhựa. Này là cái nhựa tốt của Nhật nha. Cái bộ đế rất là đẹp. Cái bộ đế này các anh chị có thể đây, nó có chân như thế này nè. Cái mặt nó phẳng luôn, cho nên cái đế này nè các anh chị có thể là dùng để trưng những cái ấm trà, những cái bình hoa, bình cắm hoa Ikebana, những cái chén trà. Hoặc là những cái đế để trưng những cái bình hoa thông thường rất là hay. Ở trên này nó có thư pháp. Cái này nó bằng nhựa nhưng mà nó được thư pháp này, nó được vẽ tay, cho nên chúng ta thấy ở dưới này nè, nó có chữ ký của nghệ nhân. Bộ này nó còn mới nguyên trong hộp nhưng mà shop bỏ cái hộp để gói cho nó gọn đó các anh chị. Này các chị, nhiều anh chị rất là cần, nhất là những anh chị mà cắm hoa Ikebana hay các chị chơi trà, chân ấm trà, chân chén trà rất là đẹp. Cao là 2.5, đường kính là 16 năm, mã sản phẩm H15, giá 150k trên bộ 5 cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái tô gốm rất là đẹp. Cái tô này nó thuộc cái dòng gốm Kiyoyaki. Kiyoyaki là một cái dòng gốm cổ, nó nằm ở cố đô Kyoto. Trước đây nó chuyên phục vụ cho cung đình của Nhật Bản á. Nó mang cái sắc thái tinh tế rất là đặc trưng. Ở trong lòng và bên ngoài nó vẽ những cái đóa hoa đào nở và những cái nụ hoa hàm tiếu. Nét vẽ rất là tinh tế. Những cái tác phẩm này nó được chế tác hoàn toàn thủ công, cốt dày rất là nặng. Nó mang cái màu men đặc trưng của cái dòng Kyo với cái cốt gốm rạng, cốt men rạng. Cái tô này bên ngoài rất là to nha các anh chị, cực kỳ to đó. Cái này thật ra nó ở Nhật nó là cái chậu rửa mặt đó, dùng cho cái tầng lớp quý tộc ngày xưa đó. Nó cao là 10.5, đường kính là 25, rất là to đó. Mã sản phẩm là H16, giá 250k. Tác phẩm tiếp theo đó là một cái bình hoa gốm châu Âu xưa rất là đẹp. Một cái bình hoa gốm châu Âu xưa rất là đẹp. Cái bình này nó mang cái phong cách Latin, phong cách nghệ thuật Latin, nghệ thuật Địa Trung Hải á. Những cái quốc gia ven Địa Trung Hải như Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Đây là những cái bình gốm thủ công xưa của châu Âu nha các anh chị. Nó được nặng nặng tay đó, vuốt tay đó, và họa tiết nó cũng được vẽ thủ công theo cái phong cách trường phái của những cái quốc gia Địa Trung Hải. Này nó tạo, này là cái bình hoa nhưng mà nó tạo hình giống như cái bình rượu cổ. Cốt dày rất là nặng. Đây chúng ta thấy do cái năm tháng đó thì trên cái vành này nè, nó có một số nơi nó mẻ và nó tróc men nhẹ thôi. Nó làm cho cái sản phẩm nó càng thêm cái vẻ sâu tuổi. Đây chúng ta còn thấy cái dấu vân tay của nghệ nhân đây nè. Bình này các anh chị decor tấm hoa rất là đẹp, rất là tinh tế. Cao là 18 năm. Đường kính miệng là 8.5, đường kính đáy là 16 năm, tương ứng với cái vòng thân của nó đó là 51 năm. Mã sản phẩm là H17 với 250k. Tiếp theo là một cái bộ sản phẩm rất là hay đây, một cái bộ dụng cụ dùng trong cái chế biến sushi của Nhật á. Cơm sushi đây, nó có cái giấy hướng dẫn về chứng nhận của người dân nè. Ở đây nữa, cái hộp này có thể shop sẽ để ở ngoài nha các anh chị, để nhiều khi để nó gồ ghề á, nó khó đóng. Shop có thể là bỏ cái hộp giấy này. Đây, ở đây nó có, nó gồm có một cái chậu. Cái chậu này nó bằng nhựa an toàn của Nhật,
cái nhựa dùng cho thực phẩm của Nhật đó. Chúng ta biết nước Nhật là một cái quốc gia rất là chú trọng về vệ sinh an toàn thực phẩm, cho nên cái nhựa này nè là cái nhựa an toàn, nó rất là dày nha, cái vành của nó dày hơn 1 phân á, dày cả 1,5 phân á, rất là tốt. Nhựa mà chúng ta nhìn nó giống như sơn mài đó chị, nó phủ cái lớp giống như sơn mài rất là đẹp. Màu sắc rất là đẹp, nó dùng để đựng cơm hoặc là trộn xà lách. Trong cái bộ này nè, nó gồm có một cái muỗng bằng gỗ nha, gỗ tre, một cái bộ 5 đôi đũa, bộ của Nhật là 5, một cái dĩa cuốn sushi bằng tre. Đây, nó còn nguyên hộp hết mà shop để ra để dễ gói á. Nhựa này, cái chậu này rất là to, chậu này nó cao 8,5, đường kính của nó là 31 năm, mã sản phẩm là H18, giá 250k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái đỉnh đốt trầm, cái đỉnh đốt trầm bằng đồng của Nhật rất là đẹp. Đỉnh đốt trầm rất là đẹp, đỉnh này rất là gọn, các anh chị để trên bàn trà rất là vừa nè. Ở trên nắp thì nó tạo hình một cái con nghê, nghê ôm quả cầu. Trên thân thì nó chạm hình chim, chạm nổi hình chim, chim và hoa cúc, hoa đào này, hoa đào chứ không phải hoa cúc. Đây, hình con nghê. Trên thân nó chạm nổi hình chim, hai bên là nó chạm hình cái hai cái quai đó, nó chạm hình đầu voi, hai con voi. Cốt rất là dày nha các anh chị, chân nó liền, cốt dày rất là nặng, cao là 11, đường kính miệng là 5,7, vòng thân của nó là 27, mã sản phẩm là H19, giá 550k. Sản phẩm tiếp theo đó là hai cái dĩa gốm rất là đẹp, hai cái dĩa gốm trưng bày. Dĩa này gọi là nó thuộc cái dòng dĩa trang trí, nó giống như một cái bức tranh thủy mặc, nhưng mà thay vì tranh thủy mặc thì nó vẽ ở trên giấy, cái này nó được vẽ trên gốm. Cái dĩa này thì nó vẽ cái lúa mạch, bông lúa mạch. Chúng ta thấy trong cái hội họa hay là trong gốm sứ của Nhật thường có cái họa tiết lúa mạch, cái men rất là độc đáo. Đây là cái dòng mà Masiko, Misako, Masiko chứ, một cái dòng gốm rất là nổi tiếng của Nhật. Nó được chế tác hoàn toàn thủ công và cái họa tiết này nó được vẽ tay, cốt dày rất là nặng. Cái này các anh chị trưng bày nó rất là đặc biệt, thay vì các anh chị trưng bày một cái bức tranh giấy thì nó bình thường, đây chúng ta trưng bày những cái bức tranh được vẽ trên gốm rất là công phu, màu sắc rất là đẹp. Đây, chúng ta thấy chưa, cái màu hoa rất là đẹp, cái cốt gốm ở bên ngoài cũng vậy các anh chị, cái màu gốm đó, nó rất là độc đáo, bên ngoài nó đẹp hơn trên video rất là nhiều. Dĩa này rất là to nha, đường kính là 31 năm, mã sản phẩm là H20, giá 250k trên một cái. Sản phẩm tiếp theo là một cái sản phẩm rất là đẹp, một cái bình hoa nghệ thuật.
một cái bình hoa mang cái phong cách nghệ thuật rất là độc đáo. Bình hoa này cái dáng cao thanh với cái vòng bụng tròn, cổ bình rất là nhỏ, nhưng mà thay vì cái dáng nó thông thường là cái dáng nó thẳng thì ở đây nghệ nhân họ cố tình họ làm nhờ để tạo hình giống như là nó méo mó, nó mang cái phong cách ấn tượng, nhìn nó mộc mạc nhưng mà nó rất là tinh tế và nó mang cái tính nghệ thuật rất là cao. Một cái nhành hoa nè, một cái nhành dây leo, nó được vẽ uốn lượn theo cái thân bình như thế này và nó được vẽ âm vào trong cái cốt gốm, và cái màu gốm nó cũng rất là độc đáo. Bình này nó mang cái giá trị nghệ thuật rất là cao, bản thân nó đã là một cái tác phẩm nghệ thuật, cho nên các anh chị cũng không cần cắm hoa. Những cái bình này nó độc đáo ở chỗ là các anh chị trưng bày trong cái không gian nào nó cũng đẹp, từ cái không gian hoài cổ trầm mặc hay tới những cái không gian hiện đại cần sự phá cách thì những cái bình này nó đều phù hợp, nó độc đáo ở chỗ đó và nó được chế tác hoàn toàn thủ công mà chúng ta gọi là gốm bút tay á. Cốt dày rất là nặng. Bình này nó cao là 35, rất là cao. Đường kính miệng là 3.5. Vòng thân là 45, mã sản phẩm H21, giá 750k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái sản phẩm rất là độc đáo, siêu phẩm, cái này gọi là siêu phẩm. Một cái bình hoa sơn mài, cái này là cái bình sơn mài nha các anh chị, một cái bình hoa sơn mài xưa của Nhật. Cái này nó làm đúng theo cái kiểu cái chế tác theo cái phương thức cổ truyền của Nhật. Cái bình này là cốt gỗ rất là dày. Sau đó thì nghệ nhân họ mới điêu khắc hoàn toàn thủ công để tạo nên một cái bức tranh thủy mặc sơn thủy Tùng Đình với những cái mái nhà tranh ẩn trong những cái rặng tùng, những cái ghềnh thác, một cái con thuyền nan và những cái ẩn sĩ rất là công phu. Đây chúng ta thấy nè, họa tiết này nó được chạm chạm nổi 3D, điêu khắc hoàn toàn thủ công cái mái nhà tranh ở đây. Ở này bên ngoài các anh chị nhìn nó mới công phu hơn là ở trong video. Chúng ta thấy cây tùng, từ cái vỏ cây tùng xù xì, những chiếc lá tùng đều được chạm khắc rất là công phu. Ở đây chúng ta thấy cái vách núi bên trong chạm 3D rất là công phu. Đây chúng ta thấy nè, bên đây có cái vị ẩn sĩ ở trên chỗ cái mái nhà này nè, một cái căn nhà này nó được chạm rất là công phu các anh chị, rất là tỉ mỉ. Từng cái khung cửa sổ bằng gỗ đó nó được chạm cực kỳ công phu. Đây có một cái vị ẩn sĩ đang đứng đây, một cái vị ẩn sĩ đang ngồi với cái con thiền nan. Đây là một cái ghềnh, dưới cái vách núi này có một cái vị ẩn sĩ đang đứng nữa nè. Chỗ này là ba vị, 1 2 3, ở trên đây một vị. Rất là công phu. Đây là cốt gỗ nha các anh chị. Lòng trong nó cũng phủ sơn. Sơn mài là một cái kỹ thuật cổ xưa của Nhật. Cái kỹ thuật này nó giống như kỹ thuật mà sơn son thiếp vàng trên những cái hoành phi câu đối trong những cái nhà cổ, những cái ngôi chùa cổ của Việt Nam á. Sau khi mà hoàn thành cái tác phẩm này,
thì nghệ nhân họ sẽ dùng nhiều cái lớp sơn họ phủ lên. Những cái lớp sơn này nó được lấy từ những cái chất liệu hoàn toàn tự nhiên, như những cái loại sơn ta, rồi những cái màu sắc là cũng lấy hoàn toàn tự nhiên. Và mỗi cái lớp sơn này nó đòi hỏi cái thời gian rất là lâu, có những cái lớp sơn là khoảng từ 4 tuần, 7 tuần, thậm chí là 8 tuần. Và một cái tác phẩm như thế này thì nó phải từ 5 tới 7 cái lớp sơn, nên nó rất là công phu, đòi hỏi rất là nhiều thời gian, công sức và cả những cái bí quyết cổ truyền, bí truyền của những cái gia tộc khác nhau, của những cái nghệ nhân khác nhau. Chúng ta thấy có những cái nghệ nhân thì họ làm những cái dòng sơn mài màu đỏ, có những cái nghệ nhân họ làm cái dòng sơn mài màu xanh, rồi có những nghệ nhân họ làm sơn mài màu nâu. Bình này nó cao 25, đường kính miệng là 14. Dòng thân là 70, mã sản phẩm là H22, giá 1.250.000. Các anh chị có thể dễ dàng tìm được những cái bình sứ vẽ tơ tóc, nhưng mà tìm được những cái sản phẩm sơn mài như thế này rất là hiếm. Tiếp theo là một cái sản phẩm cũng cực kỳ độc đáo nè. Một cái dĩa siêu to khổng lồ. Một cái dĩa men ngọc. Cái dĩa men ngọc, dĩa celadon nha các anh chị. Dĩa này dĩa xưa, dĩa này sâu tuổi và nó đặc biệt, nó rất là to, rất là hiếm gặp cái dĩa celadon mà cái kích cỡ này các anh chị. Và cái điểm đặc biệt nữa đó là ở trên cái trong cái lòng dĩa này nè, là họa tiết nó được chạm, cái kiểu mà chạm khắc á, điêu khắc á, điêu khắc hoàn toàn thủ công. Khi mà nghệ nhân họ tạo nên cái phôi dĩa đó, họ phải để cho cái dĩa nó khô, cái phôi dĩa cho nó thật là khô, thật là cứng. Sau đó thì nghệ nhân họ mới tiến hành quá trình điêu khắc. Cái kỹ thuật điêu khắc là hoàn toàn thủ công nha, giống như kiểu điêu khắc trên gỗ các anh chị, nhưng mà này là điêu khắc trên gốm. Đây chúng ta thấy nè, cái họa tiết nè, cái đóa hoa nè, những cái đường gân là được điêu khắc hoàn toàn thủ công. Những cái chiếc lá chúng ta thấy nè, nó rất là phiêu, nhìn nó rất là phiêu luôn, cái nét chạm khắc nó rất là bay bổng. Chúng ta thấy chỉ riêng cái phần mà một cái tác phẩm mà điêu khắc như thế này là một cái tác phẩm rất là lớn, chỉ riêng một cái phần điêu khắc thì đây là một cái tác phẩm nghệ thuật rất là lớn. Chưa kể một cái dĩa nó to như thế này nè, nó đòi hỏi nghệ nhân phải là những người cực kỳ có nhiều kinh nghiệm mới chế tác nên những cái dĩa siêu to khổng lồ như thế này, những cái sản phẩm này nè. Nếu mà cái người mà không có đủ cái kinh nghiệm và trình độ đó, thì tất cả những cái dĩa như thế này nó sẽ bị cong vênh hoặc là nó bị nứt vỡ hết trong cái quá trình mà tạo phôi và nung men, nung gốm. Sau khi mà điêu khắc xong thì nó sẽ được phủ men và nó nung một lần, sau đó thì nó được xử lý rồi nó nung. Cái này ít nhất nung phải từ 2 đến 3 lần. Đặt lại. Rất là to các anh chị. Đây. Chúng ta thấy cái màu men ngọc, men rất là sâu. Ở đây là nó hai cái vết này là hai cái chỗ mà kê đó, kê dĩa khi mà phủ men đó, trên những cái sản phẩm xưa chúng ta mới thấy. Đây chúng ta thấy nè, cái phần mà không phủ men nè, nó hiện cái màu cam, rất là sâu tuổi. Bên ngoài chúng ta thấy cái dĩa này rất là sâu tuổi, rất là to các anh chị. Chế tác một cái dĩa mà siêu to như thế này nó là một cái kỳ công. Chế tác một cái bình to nó dễ hơn chế tác cái dĩa to đó chị, do cái dĩa to đó nó đòi hỏi là cái sức nặng đó. Cái dĩa nó mỏng, cái sức nặng nó dễ làm vên cái dĩa lắm.
và nghệ nhân họ phải bỏ rất rất nhiều tâm huyết mới có thể là chế tác cái dĩa to này. Cái dĩa này đường kính của nó là 46, cực kỳ to, vô cùng hiếm gặp cái dĩa mà men ngọc nó to như thế này, sâu tuổi và nó còn vẹn toàn khi mà nó từ Nhật nó về Việt Nam, trong khi nó lại là một cái sản phẩm sâu tuổi, có tuổi rất là sâu. Và sản phẩm là H23 giá 2.250.000. Phiên bán hàng của ngày 20 tháng 10 đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý khách đã theo dõi và ủng hộ. Xin trân trọng kính chào.